Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh hai cốc nước này. Hãy cùng bắt tay vào tô mình nhé. Đây là quả táo. Đây giống như là đường rồi các bạn. Các bạn nhớ xem hết video để xem thành quả của mình nhé. Thank you.
Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh có hai chiếc cốc màu tím rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.